Thật sự là có nhiều bạn rất là nhỏ tuổi muốn tìm hiểu, nhưng mà em cũng mong muốn là một người họ có thể chia sẻ được với mình những cái hoàn cảnh của mình để vun đắp cho nhau ạ. Mà bên kia em thích thằng ông nói nhiều quá. Đây ta làm sao ta nói suốt luôn rồi đó. Khi em cáu gắt ý, thì em đánh nó, đừng đánh anh đau, anh sợ đau lắm. Dạ. Rồi mời bạn nữ giới thiệu về mình trước nè. Xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào mọi người ở sân khấu và chào bạn trai ở bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Lệ, năm nay em 33 tuổi. Em tới từ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Lệ làm gì Lệ? Dạ, hiện tại em đang làm bên ngành thẩm mỹ ạ. Em đang học khung xăm thẩm mỹ và nối mi ạ. À, mình làm ở đâu cưng? Dạ, em đang làm tại quận 3. Mời em trai. Dạ, em chào anh MC Quyền Linh. Xin chào MC Ngọc Lan, xin chào bạn nữ và tất cả mọi người đã có mặt trong trường quay. Em tên là Phạm Quế Lâm, em sinh năm 1989 ạ. Em thì quê gốc của em thì ở Thái Bình, nhưng hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Bình Dương. Em làm công việc gì? Dạ, em làm nhân viên bán hàng treo thị trường. Lanh lợi đây ha. Nhà gái cho chúng tôi biết về ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của em là một người hay nói, hay cười, dễ gần. Em biết chăm sóc gia đình, thích nấu ăn. Còn về nhược điểm của em thì tính của em hay quên. Em cũng hơi hay nóng, hay giận nhưng mà dễ hết giận. Với cả em hay, cái xấu nhất là hay quên trước quên sau ạ. Sao đâu, sau này có người nhắc em khỏi quên. Em cũng đang tìm chị. Rồi, lại có tật xấu gì không lại? Dạ, hay quên đó. À, em thích nấu ăn nhưng mà em hay bày bừa. Trước khi mà nấu ăn xong thì hay bày bừa nên là dọn cũng hơi lâu. Lệ có dễ khóc không Lệ? Dạ có, em hay khóc lắm, giống như cái tên của mình vậy ạ. Rồi mời em trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì, nói cho nhà gái nghe. Dạ, ưu điểm của em ấy thì là do về tính chất công việc nên là em khá là năng động và hoạt bát ạ. Và em giao tiếp chung là cũng khá là tốt. Sale mà. Dạ vâng. Giao tiếp rất là tốt rồi. Vâng, và em còn có khả năng về các cái lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật ạ. Làm gì? Dạ, tức nghĩa là em có thể hát được. Hát hả? Vâng, đôi khi thì cũng có thể gọi là làm MC. Bây giờ em thử làm MC hôm nay. Hôm nay là đám cưới của tên em và tên bạn gái bên kia. Em là Lâm Lệ đó. Một rừng lệ, trời, hơi buồn rồi. Rồi. Mặt ngơ của tôi kỳ quá. Xin được chào mừng tất cả quý vị đại biểu khách quý, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ đã đến dự hôn lễ của chú rể Quế Lâm cùng cô dâu Tuyết Lệ vào trong ngày hôm nay. Ngay bây giờ đây, không để quý vị phải chờ đợi lâu nữa, tôi xin trân trọng được tuyên bố lễ thành hôn của chú rể Quế Lâm và cô dâu Tuyết Lệ xin phép được bắt đầu. Yeah. Được. Bây giờ em có mấy mối tình rồi Lâm? Dạ, em có 3 mối tình ạ. 3 mối. Mối dài nhất là bao lâu? Dạ, dài nhất là 10 năm ạ. Dạ, dài nhất là 10 năm ạ. 10 năm? Ủa rồi sao chia tay? Mối tình đầu tiên này của em ấy thì là cũng là người vợ trước đây của em ạ. Anh có vợ rồi hả? Dạ, em đã ly hôn rồi ạ. Có con chưa? Dạ, em có một bé. Bé nhà em là bé gái, đang học lớp 1 và chuẩn bị lên lớp 2. Em chia tay vợ bao lâu rồi? Dạ, em ly hôn từ năm 2018 ạ. 18 đến nay là 4 năm rồi. Dạ. Em với vợ em quen bao lâu thì cưới? Bọn em bắt đầu quen nhau từ cái năm đấy là năm em học đại học năm thứ 2. Là yêu mấy năm? Còn vợ em năm thứ nhất, nghĩa là bọn em yêu nhau là 6 năm. 6 năm. Vâng. Cưới nhau, ở nhau mấy năm? Cưới 3 năm, ly thân 1 năm và tổng là 10 năm. Một mối tình như thế mà có một đứa con nữa mà ly hôn chắc là nó xảy ra một cái mâu thuẫn lớn lắm đúng không em? Nói chung là trước đây ấy, khi mà bọn em mà còn trong tình yêu ấy thì là bọn em yêu nhau ở thời sinh viên. Nên là cái tình yêu sinh ở thời sinh viên mà khi mà tình yêu mà lúc mà hai đứa đi làm rồi thì nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Và khi mà có gia đình này về xong rồi là còn con cái, xong rồi là em thì lại chú tâm công việc của em. Còn vợ cũ của em thì là cũng chú tâm công việc, nói chung là mọi hai người là ít nói chuyện, ít tiếp xúc, rồi là nhiều khi là nó có thể là nó xảy ra những cái cuộc cãi vã nhỏ thôi anh. Nếu mà bình thường thì là mình sẽ không nói những cái lời mà nó khá là nặng. Nhưng mà nhiều khi mà có những cuộc tranh chấp nhỏ như vậy rồi thì đôi khi mình lỡ miệng nghe anh, là mình sẽ nói ra những cái lời nó hơi nặng thêm một xíu, rồi càng ngày rồi làm tình cảm ấy giảm sút đi. Và cuối cùng là bọn em nó quyết định là bọn em ly thân. Và sau khi bọn em ly thân 1 năm rồi và cả hai bên là đều vẫn không thể nào hàn gắn được. Và rồi mà đến năm 2018 thì là bọn em ly hôn. Đó là đường tình của bên đây. Mời nhà gái. Mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? À, em có tổng cộng là 3 mối tình.
À, em cũng từng có kết hôn rồi ạ. À, cách đây 14 năm trước. Hiện tại em cũng đang là single mom và có một bé gái 14 tuổi rồi ạ. Tụi em kết hôn bao lâu thì ly hôn? Dạ, kết hôn được hơn 2 năm thì đã ly hôn rồi chị. Lúc đó em còn nhỏ quá, với cả có xung đột giữa hai bên gia đình đó. Thế thì mong muốn của em với một cái người mà sắp sửa sẽ coi như là đi cùng với em á, dạ, đồng hành cùng với em á, em mong người đó như thế nào? À, em mong muốn là tìm được một người họ có thể cảm thông và chia sẻ được với cái hoàn cảnh của mình đó chị. Rồi một người đó biết chăm lo cho gia đình. Bản thân của em là em so với đồng trang lứa thì em trẻ. Thật sự là có nhiều bạn rất là nhỏ tuổi muốn tìm hiểu, nhưng mà em cũng mong muốn là một người họ có thể chia sẻ được với mình những cái hoàn cảnh của mình để vun đắp cho nhau. Em có cái mẫu hình lý tưởng nào không? À, em mong muốn tìm được một người đàn ông họ trầm tính một chút xíu. Tại vì thật sự là tính của em cũng hơi năng động, cũng hay nói nhiều. Về ngoại hình thì cao hơn em khoảng 1m7 là ok rồi ạ. Cũng không cần phải đẹp trai hay gì hết, nhưng mà biết ăn mặc là được chị, gọn gàng. Vậy thì... thôi, có cái điều gì em không thích không? Về đàn ông em không thích là nhậu quá nhiều ạ. Ví dụ đi nhậu về công việc thì có thể một tuần đi nhậu 1-2 lần về công việc thì có thể được, nhưng mà khi mà đi uống á, thì mình phải biết điểm dừng và biết về nhà, không quá nóng tính, cộc tính. Dạ, vậy là được rồi. Nhưng mà bên kia em thích người đàn ông nói nhiều quá. Đây ta làm sao ta nói suốt luôn rồi đó. Mà nói trong công việc được đúng không em? Dạ, ý là đừng có nói nhiều về những cái vấn đề lan man là được. Không ai đâu. Dạ, với công việc thôi. Chào nhà trai. Dạ, chào chị ạ. Ừ, cao ráo nè, trai dễ thương. Độ. Ừ, dễ thương mà. Nói chuyện tốt, giao tiếp tốt. Bạn gái bên kia chia sẻ về những cái mong muốn để có một cái người đàn ông bầu bạn với mình, thì em nghĩ rằng là mình có đáp ứng được không? Dạ, có, tại vì là em cũng rất là thích tâm sự. Đặc biệt đi là khi mà hai người mà đã xác định tìm hiểu này, rồi là yêu thương nhau, thì cái việc tâm sự nó là cái việc cực kỳ quan trọng. Chính vì cái lý do mà em với vợ cũ của em chia tay nhau là cũng là vì hai người quá ít tâm sự với nhau. Tụi em không có đối thoại được với nhau. Rồi bây giờ cố gắng mình đối thoại nhau nhiều em nha. Dạ. Bây giờ em muốn tìm người yêu lý tưởng thế nào? Em muốn là bạn gái thì tất nhiên là về vẻ bề ngoài thì là đối với em là không quan trọng rồi. Rồi. Còn chỉ về là tuổi thì là ví dụ là tầm từ tuổi em. Em là có công việc là em làm trong giờ hành chính và em được nghỉ thứ bảy chủ nhật, nên là em cũng rất là muốn là tìm một bạn nữ mà bạn ấy cũng có cùng với thời gian làm việc giống như em ấy. Có thể là có thời gian rảnh nhiều hơn để hẹn hò với nhau nhiều hơn. Công việc của em, chào em gái. Dạ, em chào anh. Công việc của mình thì từ mấy giờ tới mấy giờ? À, công việc của em thì hiện tại thì em chỉ là đang học nghề thôi ạ. Học nghề thôi. Sau này em dự định là sẽ mở spa riêng. Dạ vâng. Đấy, tự do. Muốn gặp giờ nào gặp. Giờ đi học tới đón về được không? Đưa đi học được không? Đó. Rồi mốt mở tiệm riêng nữa. Spa riêng nữa, muốn tới chừng nào tới. Được không? Dạ. Quá được đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mình đi với ai em gái? Dạ, hiện tại thì công việc của em là thứ bảy chủ nhật đó, không có nghỉ được nên là bạn bè của em không tới được. Rồi. Yên tâm, không sao, có chị bên Lan đây. Bên đây cần nghỉ thứ bảy chủ nhật, bên đây là bị làm thứ bảy chủ nhật cũng hơi căng à. Không có căng đâu, bây giờ mai mốt mình làm riêng mà. Em trai đi với ai? Dạ, em đi một mình ạ. Một mình luôn, hai ta đều một mình. Hy vọng rằng ngồi hai ta về hai mình. Đi một mình về hai mình. Đúng. 2, 3. Mở rào. Mời em. Dạ, em chào anh. Chào em, thì lần đầu tiên gặp mặt thì anh cũng có một món quà để tặng cho em. Hy vọng rằng là con gấu này ấy, thì là em sẽ có thể là chút bầu tâm sự cùng với nó, vui hoặc buồn ấy, thì là em hãy chút bầu tâm sự với nó. Còn nếu như sau này mà hai đứa mà có thể tiến xa với nhau hơn, thì anh hy vọng là vui buồn thì em hãy tâm sự cùng với anh. Còn khi em cáu gắt ấy, thì em đánh nó, đừng đánh anh đau, anh sẽ đau lắm. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Đây là thuốc vitamin bổ cho sức khỏe. Anh đi làm ở ngoài xe chắc là đi nắng gió nhiều thì sẽ cần cái này. Dạ. Rồi bây giờ mình trổ tài, mình hát gì cho nó vui vui cái đi. Em sẽ gửi tới hai MC, bạn gái cũng như tất cả mọi người, một đoạn trong bài hát là Ánh Nắng của anh ạ.
sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Thôi, em gái hát lại luôn. Em xin hát một đoạn trong bài bài hát của Hạ Nhi. Chờ người tình lỡ là tình đầu tình rực rỡ, tình trong giây vàng nhạt nhòa vào mùa trăng đó. Trăng từ phương xa về những giấc mơ, tình đầu gặp gỡ rồi trọn đời tình còn nhớ, tình tha thiết đắm say ánh mắt ngây thơ. Những du hồn du áo phóng sương em vui tình duyên. Đó, hai người xong ca được đó. Được đây. Bây giờ quay mặt lại, bắt đầu mình giao lưu với nhau nào. Anh có nghĩ về cái việc quen xa không? Tại vì ở Gia Lai mà đi Bình Dương thì cũng khá là xa. Thực ra thì là cái ngành nghề sale của anh ấy thì nó sẽ không cố định là anh ở tỉnh nào cả. Tại vì ấy, trước đây là anh ở ngoài Bắc, anh cũng làm ở cái hãng sale này. Và khi anh chuyển vào trong Nam ấy thì là anh cũng làm cái hãng sale này. Mà hay nói một cách khác hơn ấy là hãng sale của bên anh ấy là nó phủ sóng toàn quốc, nên là kể cả là ở Bình Dương hay ngoài Bắc hay trong Nam hay là Gia Lai thì đối với anh thì nó rất là đơn giản thôi. Anh làm sale bên ngành gì ạ? Anh là làm sale của bên P&G, như là chuyên về những cái ngành hàng như là dầu gội đầu này, chăm sóc da này, chăm sóc tóc này, giặt xả rất là nhiều. Cái đấy thì em không cần phải lo, tại vì thực sự là công việc của anh ấy thì anh ấy rất là chủ động, nói chung là anh sẽ sắp xếp được. Anh làm sale vậy anh có hay đi nhậu không? Anh thì cực kỳ ít nhậu. Tại vì là vốn dĩ là khi mà anh ở ngoài Bắc, anh vào đây anh đã ít nhậu rồi. Và anh vào đây thì anh lại toàn làm việc với những người mà có gia đình hết rồi ấy. Đâm ra là bọn anh là đi làm từ thứ hai đến thứ bảy. Thì sau đó là mọi người cũng về với gia đình của họ ấy à. Nên là anh cũng không biết là chơi cùng với ai, và anh cũng không đi nhậu nhạt cùng với ai. Chỉ có văn phòng ấy, thì là một tháng là anh em sẽ tổ chức nhậu một lần. Vậy thôi. Anh có khó tính, có gia trưởng không? Thường người Bắc thì em thấy hai gia trưởng. Ba em là một người cực kỳ gia trưởng. Thực ra thì là ở nhà anh ấy, từ trước đến giờ mẹ là một người nắm toàn bộ quyền lực ở trong gia đình. Và bố anh ở nhà thì chỉ biết là mẹ bảo cái gì thì là bố đã làm theo như vậy. Và khi mà từ nhỏ mà anh lớn lên ấy thì anh lại học cái tính của bố quá là nhiều. Bố anh thì dạy anh nấu ăn này, dạy anh làm việc nhà, mà đáng nghĩa là những cái việc đấy đáng nghĩa là phải làm mẹ anh dạy cho anh. Nên là thực sự để mà nói là anh mà làm gia trưởng thì anh nghĩ là chắc là không có. Vậy mẹ anh có khó tính không? Mẹ anh thì không khó tính, nhưng mà mẹ anh lại không dễ tính. Tính của em thì em rất là mê chơi game. Đó là lý do mà em ít bạn bè, mối quan hệ bên ngoài. Tại vì em chơi game đến nay chắc em cũng nghĩ là 16-17 năm rồi. Đa số là em nghiện game online. Trước đây cũng từng là livestream. Em chơi game gì? Trước đây thì em livestream game bong online lên bên điện thoại. Bây giờ em đang chơi Liên Quân. À rồi. Dạ. Vừa nãy anh có thấy là em nói là em biết nấu ăn đúng không? Dạ, em biết nấu ăn. Em nấu ăn cũng khá. Bây giờ mình nói cho nhau cái quan điểm rõ ràng luôn, quan điểm về hôn nhân gia đình. Tại vì mỗi bên đã đổ vỡ rồi, mình nói rõ cho nhau về quan điểm này để xem có hợp với nhau hay không. Thực ra là anh khi anh đăng ký tham gia cái chương trình Bạn Mối Ăn Hò ấy thì là anh rất là muốn quen, sau đó là yêu, và nếu như mà được thì là sẽ tiến tới là hôn nhân. Nếu như ví dụ như mà sau này mà hai đứa mà tìm hiểu nhau mà sâu sắc rồi ấy, thì là liệu em có thể là chấp nhận là em sẽ cưới sớm hay là em cưới muộn, hay là ý của em như thế nào? Quan niệm của em á về hôn nhân á thì em cần một người đàn ông họ thoáng một chút xíu. Thoáng ở đây có nghĩa là mình không phải tính toán chi ly quá nhiều. Về thời gian để kết hôn thì em luôn sẵn sàng, gia đình em luôn sẵn sàng. Thì nói chung là cũng em cũng đã hỏi anh và anh cũng đã hỏi em rồi, thì anh cũng cảm thấy là ngay sau khi mà mở hàng rào xong ấy thì là anh cũng cảm thấy là gặp được một người con gái mà anh cũng thật sự là rất là bất ngờ. Rồi bây giờ đây, giờ này bất ngờ hơn nữa. Bây giờ các bạn đã nói chuyện với nhau rồi, hãy nhìn thẳng vào nhau 30 giây.
hãy nói cho nhau nghe tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện. San run hết. Anh có run là có yêu, có hồi hộp là có chờ đợi, có hẹn hò. Thực ra thì là cả anh và em, hai đứa đã cùng đổ vỡ một lần rồi. Để mà tìm ra cái công thức để mà thành công sau này ấy, thì là anh và em cần phải nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng mà anh đã có một cái công thức là anh sẽ không bao giờ thất bại. Mà công thức không bao giờ thất bại này ấy, thì nó lại nằm chính trong những cái điều kiện mà vừa nãy mà em nói ra với anh. Tất cả những cái thứ mà em nói ra anh đều có thể làm được. Và anh hy vọng rằng là ngày hôm nay hai đứa gặp nhau ở đây rồi thì đầu tiên thì nó cũng là một cái duyên đã. Nếu như được thì là anh rất là mong muốn là cả anh và em hai người hãy cho nhau một cái cơ hội để anh có thể tìm hiểu em nhiều hơn. Nhưng mà em có một cái là anh là người thích nói nhiều nhưng mà em lại rất là hay giận. Nhưng mà trong cái thời gian mà em chơi game, thường em hay chơi game buổi tối, em lại không có nói gì, thì cũng hy vọng là tìm được một người có thể thay đổi được em những cái tật xấu với những cái sở thích đó. Tại vì ba mẹ cũng đang muốn tìm một người như vậy. Được không, em trai? Ờ, dạ được ạ. Được. Nếu chúng ta cảm nhận được có một chút gì đó rung động về con người này thì đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi. Một nụ hôn cho ngày gặp mặt. Hôm nay cứ lúng đồng tiền kìa. Cho phép anh nhé. Hai bạn hợp với nhau lắm đó. Và bạn nữ ở bên bức tường bên kia. Dạ, em tên là Phạm Ngọc Vinh. Năm nay em 29 tuổi. Em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Công việc của em là QC kiểm hàng của ngành gỗ. Vinh quê đâu Vinh? Dạ, quê của em ở Thừa Thiên Huế ạ. Em ở Bình Dương với ai? Dạ, em ở cùng mẹ. À, ở với mẹ Bình Dương hả? Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em chào chị Ngọc Lan ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Chào tất cả mọi người và chào bạn nam bên kia ạ. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hiếu Hiền. Quê của em là ở Đồng Nai. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở Sài Gòn ạ. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ, em 24 tuổi chị. 24 dạ. tuổi. Còn trẻ quá. Dạ. Rồi, Vinh có ưu điểm, khuyết điểm gì nói cho Hiền nghe đi Vinh. Ưu điểm của em thì là em không hút thuốc, không rượu bia, không cờ bạc và không chơi bất kỳ những thứ nào có liên quan tới nghiện. Quá tốt. Sống có trách nhiệm và đặc biệt là luôn luôn biết và quan tâm tới bạn nữ. Khuyết điểm của em thì là bởi vì chưa có gia đình á, cho nên là em hơi bừa bộn một chút. Một phần nữa là em là một người bắt đầu công việc nó hơi chậm, nhưng mà có lẽ nó sẽ chắc. Dạ. Chậm mà chắc. Mình hãy nghe ưu điểm khuyết điểm của nhà gái nè. Dạ, ưu điểm của em á là một người sống có trách nhiệm, có tự lập. Em tự lập từ nhỏ. Em nấu ăn ngon và em là kiểu cô gái là vừa hiện đại mà cái kiểu mà sống gia đình đó chị. Dạ. Cái khuyết điểm đầu tiên của em khi mà em đang ngủ á, em dễ cọc lắm, ai chọc em là em cọc à. Hoặc là em đang ngủ mà ai làm ồn á là em rất là khó chịu. Vậy rồi mai mốt lấy chồng sao? Chắc là chị nghĩ cái đó là sẽ khắc phục được. Dạ dạ dạ. Đường tình duyên mình sao rồi Vinh? Từ đó tới giờ thì em có 2 mối tình chính thức. Và những cái mối tình chỉ là rầu ria đó không? Dạ. Thì mối tình đầu tiên của em thì năm 18 tuổi. Em có quen một cái bạn đó. Thì do gia đình bên nhà gái thì quá giàu và em thì lúc đó chưa có đủ điều kiện, cho nên là cũng có một sự ngăn cấm, cho nên là em cũng quyết định là em chia tay. Mấy năm? Dạ, hơn một năm. Hơn một năm, mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì em cũng có quen một bạn, cũng mới đây thôi, cũng được gần một năm. Và em cảm nhận là cái bạn đó nó không có phù hợp với những cái thứ mà mình đang hướng tới của tương lai. Cho nên em quyết định là em chia tay. Em quyết định hết, trong hai mối tình em quyết định chia tay hết. Dạ đúng rồi, tại vì em không muốn bạn đó mất nhiều thời gian cho mình nếu mà mình không phù hợp. Đúng, chính xác như thế. Mình bao nhiêu mối tình cơ? Dạ thì tính cái mối tình chính thức đó là em có 3 mối tình rồi. Nhưng mà cái mối tình mà để lại cho em nhiều kỷ niệm nhất đó là cái mối tình 3 tháng đó chị. Thì cái bạn đó là bạn nhỏ hơn em 2 tuổi. Bạn sống có tình cảm, có trách nhiệm. Sao đúng gu mình mà mình chia tay? Dạ thì tới một lúc nào đó cảm thấy không bên nhau được nữa thì thôi mình chọn cách dừng lại. Em mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Về phần ngoại hình á thì phải cao hơn em, tại vì em cao tới 1m7 lận. Thì bạn trai chắc chắn phải cao hơn em, to con, bụng bự càng tốt. Trời, chị chút xíu. Căng quá.
Ôi, xung quanh dài nhanh lắm, không lo. Cái chuyện cao thấp thì mình để thế hệ bộ sau nó cải thiện. Đúng rồi. Không sao cả. Phải là một người có trách nhiệm, có lý tưởng và có ý chí cầu tiến đó chị. Còn về cái phần kinh tế thì em không nhất thiết là bạn nam phải lo được cho em, nhưng mà em muốn cái kinh tế của bạn phải lo được cho em. Lại là có nghĩa là em không yêu cầu bạn đó phải lo cho em, nhưng mà bạn phải có khả năng lo được cho em. Rồi chị hiểu. Dạ. Bạn gái này không phải là người thích dựa dẫm, nhưng mà cái người đàn ông đó cơ bản là phải lo được hết. Dĩ nhiên. Ừ, ai đàn ông mà. Đàn ông phải làm phải được lo đó. Cho gia đình chứ. Không sao lo được không Vinh? Dạ em nghĩ là em được. Bên kia người ta thích bụng bự lắm. Hả? Dạ. Trời, cái bụng này nó hơi bự chút xíu. Mở rào thì cho mượn cái bụng này mượn cho người ta nhìn. Mượn cái bụng này được nè. Nãy giờ tiêu chí cô gái đưa ra, Vinh thấy mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ thứ nhất thì là em có nói từ đầu là em là một người của gia đình. Ừ. Thì tất nhiên là khi mà em đã xác định em đây rồi á, thì em sẽ chắc chắn là mình sẽ hướng tới gia đình của mình là trên hết. Thì em sẽ dùng hết tất cả những gì mình có thể, và em muốn là những gì em làm ngày hôm nay em sẽ đủ khả năng để lo cho người vợ, người yêu của mình sau này, với lại cái gia đình nhỏ của mình nữa. Quá được. Quá được luôn. Đó. Bản lĩnh lắm nha. Dạ, chào anh Đường Linh ạ. Xin chào em gái. Dạ. Ủa sao mà thích bụng bự vậy ta? Tại vì em cảm thấy cái cảm giác mà ôm một người bạn trai bụng bự, cái cảm giác cưng cưng. Đúng rồi, thấy chưa? Đúng rồi, thấy chưa? Đàn ông bụng bự thì sang mà. Thấy không? Đàn bà bụng bự cũng sang như thường. Đúng rồi. Với lại em thấy những người đàn ông bụng bự thường thường cái tướng của người ta nhìn phúc hậu á, nhìn hiền hiền á anh. Đây, nhìn coi. Bụng này bự không? Dạ. Phúc hậu không? Dạ có luôn. Hiền không? Có luôn. Có thấy chưa? Không thích đàn ông điều gì? Em không thích những người đàn ông móng tay móng chân dơ. Em không thích đàn ông ở dơ. Coi kiểm tra mở, coi. Mở. Ví dụ này mở, đàn ông hay quên lắm nha. Coi kiểm tra coi tay có dơ. Thường thường tay thì hay... sạch, nhưng mà cái da tay là hơi nhiều, tại ít có làm móng. Bên đây bản lĩnh lắm. Dạ. Được. Tôi thấy được rồi đó. Em cũng thấy được. Được, vậy mình hỏi người thân đi. Đúng rồi, chàng trai đi với ai cưng? Dạ em đi với mẹ của em ạ. À, có mẹ được có rồi. Có mẹ luôn. Rồi, chào cô. Dạ, con chào cô ạ. Xin chào chủ Huyền Linh ạ, xin chào cô Ngọc Lan ạ. Dạ. Tôi là mẹ của Phạm Ngọc Vinh. Thì nói chung là mẹ thấy cũng được. Mẹ cũng mong cho hai con á, tìm hiểu nhau. Để được đến với nhau. Sống với nhau trăm năm hạnh phúc, điều đó là mẹ mong muốn nhất trên cuộc đời của mẹ. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Vừa mới giới thiệu mẹ cô Vinh cái là cô gái đứng lên cúi đầu chào cô rồi. Tuyệt vời luôn á ha. Con thấy cô có cầm cái gì mà nãy giờ cô rất là muốn đưa lên cho chương trình. Cái đó là gì vậy cô? Cái đó là gì cô? Thư hả? À, thư cô gửi chú Huyền Linh hả? Thư gì vậy? Rung quá vậy. Trách nhiệm nặng nề. Thư gửi không phải của Huyền Linh, nhờ Huyền Linh đọc giùm thôi. Thư gửi con dâu tương lai. Thư gửi con dâu tương lai. Bác này đã lớn tuổi, con trai của bác cũng đã lớn khôn suốt 29 năm. Bác chăm sóc cho Vinh, đây là giờ cũng đã đến lúc Vinh phải dang rộng vòng tay để tìm kiếm một người vợ hiền dâu thảo cho tương lai thêm rực rỡ và hạnh phúc. Nhờ chương trình, bác sẽ mong tìm thấy con dâu của bác. Nếu cả hai rung động thì hãy cho nhau cơ hội nhé, con dâu tương lai. Dạ, cho em chia sẻ một chút xíu được không? Ừ, rồi. Dạ, lời đầu tiên thì con muốn chào cô ạ. Thì thật sự là con muốn chia sẻ với cô là khi mà anh Nguyễn Linh đọc cái bức thư này lên á, thì thật sự trong trái tim con rất là xúc động. Tại vì ngay bản thân con á, cũng là một người sống rất là tình cảm. Và gia đình con á, mẹ con cũng là người gốc Huế. Cho nên là con hiểu được những người gốc Huế, người ta sống tình cảm và người ta sống rất là chuẩn mực. Thì con không hứa là có thể cùng con trai của cô đi tới một cái đích gì đó, nhưng mà con hứa với cô là con sẽ làm hết khả năng con có thể ạ. Dạ, con chào cô. Hay quá. Con gái số 1 luôn đó. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Thật ra là tôi rất là cảm động trước những cái bạn rất trẻ nhưng suy nghĩ rất là sâu sắc. Đúng như thế rồi. Này ngay cả Vinh cũng thế. Tôi tin rằng nếu như hai bạn có rung động một chút, có cơ hội thì các bạn hãy dành cho nhau.
tất cả những tình cảm đó. Và tôi tin rằng các bạn sẽ biết đối nhân xử thế, biết cách nhường nhịn lẫn nhau, vượt qua giông bão để cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời này. Sắp khóc rồi quý vị. Hay lắm em gái. À, mình đi với ai vậy? Dạ em đi với anh trai của em ạ. À, có anh trai nữa hả? Dạ hai anh trai và một chị gái ạ. Rồi xin mời em trai. Xin chào trường quay, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Con chào bác. Thì nãy giờ anh ngồi đây á, thì anh sẽ thấy bạn nam này, đối với anh nha, bản thân của anh nha, anh thấy ok ấy. Anh thấy tương đồng các bạn có thể bươn trải được. Còn về nhà có thể anh nghĩ là nghe lại Út ấy. Rồi xin cảm ơn ạ. Rồi cảm ơn. Cảm ơn anh. Bây giờ hàng rào tình yêu sẽ mở ra. Tất cả sẵn sàng. Mở rào. Lên đó thì anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà tặng cho anh. Dạ, anh cảm ơn em rất là nhiều. Thì cái này là cái kẹo gừng á anh. Anh mang cái kẹo gừng này bên mình á, giống như là anh luôn mang em theo bên mình vậy đó. Tại vì em cũng là một cô gái ngọt ngào và ấm áp giống như kẹo gừng này. Wow. Dạ. Anh rất là tôn trọng cái món quà này của em. Dạ, em cảm ơn anh. Anh sẽ giữ trong lòng. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Cho anh hỏi một chút. Có nghĩa là anh là một người làm việc á, nói chung là anh đã bươn chải rất là nhiều thời gian. Hầu như công việc của anh là nó chiếm rất là nhiều thời gian. Chắc chắn rồi, anh vẫn sẽ dành thời gian cho em nếu như anh có thể. Nhưng mà nó sẽ không được nhiều như những người khác có thể dành cho em. Thì không biết là em có thể là vui vẻ và chấp nhận điều đó được hay không? À, tại vì cái này em cũng chia sẻ một chút xíu là bản thân em cũng là một người rất là bận. Và em hiểu một điều là trong tình yêu thì đôi khi ai cũng có những cái công việc riêng của mình hết á. Nhưng mà quan trọng là sau một ngày dài, một ngày làm việc mệt mỏi á, thì tối về mình có thể dành thời gian cho nhau, mình coi nhau như là sự ưu tiên không? Đó. Em chắc chắn sẽ là sự ưu tiên nếu như mà em bấm chọn anh. Dạ. Anh nghĩ như thế nào về cái chuyện mà phù hợp trong tình yêu? Trong tình yêu đối với anh á, anh là một người sống trọn về tình á, tức là đã không chấp nhận yêu người đó thì thôi. Còn nếu đã yêu thì anh sẽ yêu hết lòng của mình. Thì em cảm thấy cái cách nói chuyện với anh và những cái gì mà nãy giờ anh nói với em á, thì em cảm thấy đúng cô em á. Đúng cô em á. Tôi phát hiện cô gái cầm lên sân khấu một cái tập hồ sơ. Tôi không biết ở trong đây là cái gì. Thì em chia sẻ với mọi người là tại vì cái tính em cũng hơi khó chịu, hơi kỹ tính một chút xíu. Em luôn muốn tất cả mọi thứ đều rõ ràng á. Thì cái này là cái hợp đồng ký kết để mình tìm hiểu anh. Ok. Chị nghĩ là chàng trai bước qua cầm cái hợp đồng này và em nghiên cứu thử xem chúng ta có nên ký cái hợp đồng này hay không. Hợp đồng ký kết tìm hiểu bên A, Nguyễn Thị Hiếu Hiền, sinh năm 1998. Lời đầu tiên bên A muốn nói không giấu gì anh, em cầm tin con cọc cái. Điều khoản 1, có đạo đức, có trách nhiệm. Điều khoản 2, bên B phải đảm bảo là một người kỹ tính và sạch sẽ. Ok, cái này em có thể làm được. Điều khoản 3 là có ý chí cầu tiến, sống có lý tưởng, có lập trường riêng. Điều khoản 4, về mặt hình tình cảm, đối với em không cần gì nhiều nhưng phải làm em hài lòng. Dạ, đã hết rồi. Hết hả? Dạ. Hai bạn đối mặt với nhau nào? Hả? Nhát gì? Em gái là một người rất là bản lĩnh nha. Chị anh năm nay 29 tuổi, tính tuổi đẻ luôn, năm nay là 30. Thì anh xin phép anh hát bài là Tâm sự tuổi 30. Dạ. Thì gửi tặng cho em. Anh đã đi hết 1/3 cuộc đời, mà sao trái tim một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó hay là cười khó em ơi? Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Hay. Bé Út hát gì bé Út? Như em được sống giây phút đầu tiên, có anh từng đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời em không quên chân tình, dành hết cho anh. Đứng nguyên. Rồi bây giờ Vinh nói tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện và ngược lại. Anh đã tốn rất là nhiều thời gian, 29 năm để gây dựng tương lai của mình, để ở bên mẹ.
Bây giờ là cũng đến lúc anh phải tự lập cho bản thân của mình. Anh muốn có một người vợ, cho nên anh mong là em sẽ hiểu và chấp nhận anh. Anh mong là em sẽ hiểu và chấp nhận anh. Anh rất là ấm áp. Và cái điều mà em muốn ở một người đàn ông là có thể mang lại cho em cái sự bình yên, cái sự ấm áp. Hồi nãy bác có gửi cho em bức thư thì thật sự em rất là xúc động. Và em cảm thấy là em cần có một cái trách nhiệm gì đó đối với những cái lời dặn dò từ bác. Hay quá. Về vị trí của mình đi các bạn. Em hỏi thêm một cái vấn đề này nữa được không ạ? Hỏi đi em. Ví dụ khi lập gia đình á, thì mình sẽ ở riêng hay là ở chung? Khi mà có vợ thì chắc chắn một điều là anh sẽ ở chung với mẹ, chỉ có mẹ thôi. Dạ. Mẹ anh là một người rất là dễ thương. Có nhà riêng, có mẹ và có vợ nữa thì không có gì bằng nữa rồi. Dạ. Anh hy vọng điều đó sẽ trở thành hiện thực. Còn hỏi gì nữa không? Dạ không ạ. Để tay vào nút bấm. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Đá bóng. Cô gái bấm hơi chậm làm cho tôi hơi hồi hộp. Đúng rồi. Em cảm thấy là khi mà em bấm cái nút đó là bản thân em phải có trách nhiệm với cái lựa chọn của mình. Con mời bác lên đây được không ạ? Đẹp quá. Một cái cảm xúc rất là thật trong lúc này. Bác có chia sẻ điều gì không ạ? Bác thấy hạnh phúc không ạ? Thì hôm nay á, là bác gặp được một cung giao tương lai như thế này thì rất là phấn khởi, rất là vui mừng. Mà bác là sống từ quê hương ở Thừa Huế vô đây cũng mấy chục năm rồi. Nhưng mà cuộc đời của bác là luôn luôn là hướng về con. Nói chung là vậy. Con dâu là cũng con, mà con gái cũng là con. Con có phân biệt là dâu hay là con gái, mà hầu như là bác là lại thương con dâu nhiều hơn. Là vì con dâu á, đã sống với mình là đến cuối cuộc đời. Còn con gái thì nó sống với mình chỉ có một thời gian ngắn, nó phải đi theo chung mà thôi. Đó, tôi xin hết. Cảm ơn cô. Hợp đồng đã được in, chia thành 3 bản. Hai bạn mỗi người một bản. Chương trình giữ một bản. Ký đi rồi chúng tôi photo. Có đóng dấu giáp like nữa. Đọc kỹ rồi chưa? Ghi rõ họ tên. Chúc tôi lấy mộc tình yêu tôi đóng vô. Ký giáp like, không giáp like luôn. Hiền ký trước rồi. Dạ. Bác ký người làm chứng giùm con. Cho nó khỏi thoát luôn. Rồi. Thưa quý vị, hợp đồng 3 bên đã ký. Chúng tôi sẽ đóng mộc đỏ tình yêu vô đây. Lời đầu tiên thì xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, cùng em. Các bạn trong khán phòng. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Bùi Văn Quang. Hiện nay đang công tác tại phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Chức vụ của em thì hiện tại giờ là thợ sửa chữa vũ khí bộ binh. Chức quân hàm thì đại úy. Em năm nay thì 43 tuổi. Rồi bây giờ bên nhà gái mình dõng dạc lên, mình giới thiệu về bản thân mình đi nào. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Ngọc Hà, nghề nghiệp của em là kế toán. Em sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh. Em 45 tuổi. 45 tuổi, kế toán, đang làm việc ở Tây Ninh, tên là Hà. Hà, khoan khoan. Khoan khoan, khoan khoan. Như vậy là bạn bên kia nhỏ hơn bạn, bên này 2 tuổi. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Khoan nói một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm cho đàn gái nghe. Mình nói lớn lên là Khoan nói đúng như rồi. Ngoài, ở ngoài quân trường vậy đó. Về cái ưu điểm của tôi thì lập trường luôn vững vàng và luôn cầu tiến. Hai nữa là cái trong công việc thì luôn siêng năng chịu khó, chịu khó. Và cái thứ ba nữa là đối với gia đình ấy, thì luôn luôn quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho gia đình một cách tốt nhất để có điều kiện phục vụ quân ngũ tốt hơn. Có điểm yếu nào không Khoan? Dạ có. Bây giờ thì cũng báo cáo với anh Quỳnh Linh. Đối với bản thân tôi thì ngồi ngay tại đây thì cũng đã biết yếu rồi. Đấy. Thì cái gì thì cái, nói gì thì nói. Về cái hậu phương nó rất là quan trọng. Mà cái người phụ nữ, người ta ở phía sau mình, là người ta sẽ giúp đỡ được cho mình, để cho mình làm tốt được cái nhiệm vụ của người chiến sĩ. Thì đấy là một cái điểm yếu ở đằng sau. Người ta nói nôm na như dân gian, người ta thường nói là nhất vợ nhì dời á. Khó. Cái gì cũng có, phải là có người phụ nữ để mà
chăm sóc cái hạnh phúc của mình, lo lắng và quan tâm, chia sẻ với mình, đồng hành với mình để cái giữ gìn cái hạnh phúc mà lâu dài nhất. Dạ. Thôi, bây giờ mình nói lớn đi cho anh nghe cái ưu điểm, cái khuyết điểm của anh là nói nhỏ đó. Ừ, khuyết điểm của anh nói nhỏ quá, cái đó là quá khuyết điểm luôn á. Ưu điểm của em là chăm chỉ, với lại là em biết lắng nghe. Còn nhược điểm của em là nấu ăn không được ngon lắm. Nấu ăn không ngon phải không? Dạ. Okay. Nhưng mà cũng biết nấu ăn. Rồi vậy thôi đó hả? Còn khuyết điểm gì nữa không? Yếu điểm chứ không phải là khuyết điểm đó. Yếu điểm của em là hay nóng tính. Nóng tính. Dạ. Nếu mà ai làm nói hoài mà người ta không nghe thì mình nóng tính. Nóng lại. Nóng. Dạ. Mà la hét sùm đập đồ. Dạ không đập đồ, tại vì đập đồ nó thiệt hại. Không bao giờ đập đồ. Đúng rồi, kế toán mà. Dạ. Một món đồ bao nhiêu tiền là mình biết hết đúng không? Dạ. Đập đồ. Ok. Rồi em có tin người không? Rất dễ tin người. Vậy em làm kế toán mà em tin người vậy là chết rồi. Có. Dạ nhưng tin người nhưng mà không có bị lừa tiền. Tại vì kế toán là liên quan đến tiền cho nên là rất là không có bị lừa tiền. Tin người là tin về lời nói thôi chứ là tiền bạc thì không tin được. Đường tình duyên sao em gái? Dạ đường tình duyên thì thương, cũng có thương người ta nhưng mà người ta không thương mình, tại vì người ta nói mình có nhiều giống như là về chiều cao nó không được cao, hay là nói chung là người ta giờ người ta khó quá mình. Thì khó quá hả? Dạ. Nhưng mà ý là em có thương mấy người rồi? Dạ em có thương hai người. Thương hai người? Dạ. Hai người đều nói mình có chiều cao. Ta nói là hơi nhỏ con. Ừ, cả hai người luôn. Đó là lý do. Dạ. Chia tay nhau. Với lại người ta nói mình, người ta không vừa lòng mình, cái điểm gì mình cũng không biết. Ờ. Dạ. Vậy là cái người mà cái mối tình mà gần đây nhất là em chia tay bao lâu rồi? Dạ em chia tay cũng mấy tháng, tại vì người ta nói là em quen ai ta cũng cứ chờ không, mà em thì ngày càng lớn tuổi kêu chờ em cũng không biết chờ đến bao giờ. Bây giờ em muốn lập gia đình đúng không? Dạ anh định. Dạ chờ hoài luôn vậy đó. Dạ hả? Em quen ai cũng là kêu chờ hết, làm quen như 3 là năm rồi. Dạ em quen hai người thì người nào cũng kêu em chờ hết, không biết là cái nhưng mà cái mối tình vừa mới này chia tay mấy tháng? Dạ chia tay được 2 tháng, tại vì người ta cũng 2 tháng rồi hả? Dạ anh ta cứ ghi mình chờ không biết chờ đến giờ nào em. Đường tình duyên cũng trắc trở. Trắc trở anh trai. Dạ. Đường tình duyên của chú bộ đội này có trắc trở không? Dạ không ạ. Không hả? Dạ. Có mấy mối tình rồi? Dạ chỉ có một, em chỉ có một mối tình. Một với mối tình. Người vợ quá cố của em thôi. À. Vâng. Có vợ rồi. Dạ. Rồi vợ mất hả? Mà thì cũng báo cáo với anh thì em là cái người có gia đình. Vợ em thì là cô giáo. Vợ mất lâu chưa? Dạ vợ em mất 2017 ạ. 17 luôn hả? Ồ. Rồi thậm chí có mấy cháu? Dạ em hai bây giờ hiện tại là 2 cháu. Cháu lớn bao nhiêu tuổi? Cháu lớn hôm nay là 17 tuổi, đang học lớp 11 ngay trường. Cháu nhỏ? Cháu nhỏ hôm nay là 11 tuổi. Là ở với ai? Bây giờ hiện nay là đang ở với em ạ. À ở với em. Vâng. Là em đang ở Tây Ninh luôn. Vâng. Là Tây Ninh em ở với ai nữa? Em ở Tây Ninh thì em chỉ ở một mình đó, với 2 con ạ. Nhưng mà một con thì bây giờ đang học ở thành phố. Cả trống nuôi con. Có nghĩa là đúng rồi, tại vì vợ em mất mà đúng không? Vâng. Mất đúng năm 2017. Vâng. Thì 2017 bạn này đăng ký chương trình Vợ Chồng Son. Vâng. Nó giống như là cái này là duyên rồi, đó là cái duyên rồi, không có chạy trời không khỏi nắng rồi. Đó, tự nhiên đi đăng ký rồi quên đi, không có nhớ là mình đã đăng ký. Rồi có tình yêu cũng 3 năm đó. Rồi đúng cái là mới chia tay 2 tháng nay thì chương trình gọi tới đây. Vợ Chồng Son nào ở đây? Ủa quên lộn, xin lỗi. Bạn muốn hẹn hò, xin lỗi mọi người. Em thì sao? Bạn này em có nghe tình trạng của bạn này không? Cứ là vợ mất đúng 2017. Yeah. Giờ là gà trống nuôi con, nuôi 2 đứa con. Bé gái đang học ở đây lớp 11, còn bé nhỏ là 11 tuổi đang ở dưới Tây Ninh. Yeah. Nha. Đó thì em nghĩ sao về cái chuyện này? Chị phân tích em thấy đúng không? Đúng là ông Tơ bà Nguyệt cũng mai mối không? Dạ. Sao suy nghĩ sao nè? Có bị ngại cái chuyện là anh đã có 2 con chưa? Có con ngại có không? Có con thì cũng không sao. Nhưng mà em sợ là cũng như là những đứa bé đó còn nhỏ đó thì cần cái sự chăm sóc của cha nhiều hơn á. Thì người đó nó không quan tâm tới em. Cái vấn đề là do mình hết. Em hiểu không? Vấn đề là do mình hết. Bây giờ cái đứa nhỏ, các cháu nó đã có 3 rồi nhưng nó thiếu mẹ. Tại vì mẹ mất. Em hiểu không? Thành ra nếu mà
Em hay á là em là mẹ của tụi nó luôn đó. Thực sự mà cái điều đó là do mình hết. Hiểu chị không? Em thấy không, anh này á là bây giờ anh đi tìm vợ, trong khi em á, hai người kia cứ kêu em chờ hoài, trong khi em lại đang đi tìm chồng, đúng không? Chị nói cái này là ông Tơ bà Nguyệt rồi. Nói nghiêm túc luôn ha. Thôi bây giờ vậy đi, mình hỏi đi với ai đi, để hồi cho các bạn gặp mặt nhau rồi tự các bạn sẽ nhận được tín hiệu của nhau ha. Em đi với ai? Dạ em đi với thủ trưởng và các đồng chí của em. Xin chào hai MC anh Huyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào khán giả trường quay. Xin chào khán giả xem truyền hình. Xin chào hai anh chị. Nói về đồng chí Khoan thì đồng chí mặc dù là công tác trong quân ngũ cũng khá lâu, tuy nhiên thì bằng nghị lực của một người bộ đội Cụ Hồ, đồng chí đã tự mình vươn lên. Gia đình đồng chí ở ngoài Thái Bình lắm, nhưng mà một thân vô đây lập nghiệp và gây dựng nên gia đình. Thì mặc dù không may thì vợ đồng chí mất sớm, nhưng mà bằng cái ý chí của đồng chí đã nuôi con là hiện nay là học hành đàng hoàng, gia đình thì cũng tôm tất. Cái này là về đứng về góc độ là thủ trưởng thì tôi phải thừa nhận là đồng chí Khoan rất là cố gắng, không gục ngã trước cái cuộc sống ở xã hội bây giờ rất là khó khăn, nhưng mà đồng chí không ngại chùn bước. Về công việc thì đồng chí cũng rất là tận tâm. Ngoài cái nhiệm vụ chính được giao, đồng chí còn có nhiều cái tài lẻ nữa, gọi là tài lẻ nó, và nhiều cái năng khiếu, nên là đơn vị cũng rất là mong muốn là đồng chí có một cái người bạn gọi là đồng hành chia sẻ trong những cái khoảng đoạn đường còn lại. Chị bên đây thì theo cảm nhận của tôi thì thấy chị cũng hiền chất phác, và được cái lợi thế là chị cũng công tác ở tỉnh Tây Ninh, nên thành ra là cũng mong muốn là hai anh chị sớm là có một cái điều gì đó nó vui báo tin đến chúng tôi và cũng như tất cả các đồng đội ở nhà. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn thủ trưởng. Em đi với ai vậy? Em đi với dì em. Đi với dì hả? Dạ. Dạ mời dì ạ. Xin chào hai MC Quyền Linh với cô Hồng Vân. Dạ. Và cùng toàn thể quý khán giả trong khán. Thì tôi là dì của Ngọc Hà. Dạ. Thì tôi nhận xét cháu tôi như thế này. Thì từ hồi nhỏ thì tuổi trẻ thì nó chỉ biết là thích đi làm ăn, lo làm ăn rồi kiếm tiền, mà nó không nghĩ tới cái tương lai về sau. Rồi bây giờ thấy nó lớn tuổi thì gia đình cũng đốc thúc nó đi lập gia đình để có một chỗ nương tựa. Thầy cháu Khoan bên đây thì tôi nhận xét chú hả thì cũng trong cái môi trường của bộ đội thì cũng nghiêm túc, chân thật. Thấy hả là cháu Khoan bên đây thì cũng có hai đứa con, thì nếu mà con đồng cảm và chia sẻ được cái trong cuộc sống để mà lo cái hạnh phúc gia đình thì dì nghĩ hả là con hả đó là tùy con. Nhưng mà hả dì cũng nói như thế này, nếu mà hả con chia sẻ con thương con chồng thì hả con chồng cũng thương lại con. Bây giờ hả dì nói như thế này thì hai đứa cháu thì nó mất cái tình cảm của người mẹ. Thì hả nếu con về thì con phải đóng một cái vai trò là con thế người mẹ, thì con chăm sóc hai đứa. Thì theo dì nghĩ thì hả con thương hai đứa thì hai đứa sẽ thương lại con, thì cái gì cũng vậy. Thì hả con cho đi thì con sẽ nhận lại những cái điều tốt. Thì dì có ý như vậy, thì cái này là cũng do nữa hai đứa quyết định. Dì thì cũng muốn cho con hả là lập gia đình để cho con có chỗ nương tựa về sau. Thì hả là dì có bao nhiêu ý kiến như vậy đó. Dạ, rồi, cảm ơn dì. Hay quá. Dạ, dì hay nói quá hay luôn. Rồi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Hai bạn cứ chia sẻ thoải mái với nhau để hiểu nhau nhiều hơn nha. Khoan cố gắng nói lớn lên chút xíu cho Hà nghe. Dạ. Khoan chắc có hiền quá. Ở cơ quan hiền lắm. Đó.
Rồi mình đứng lên nhận hoa đi, xong rồi mình tặng quà. Đứng lên đi Cưng Hà. Anh chào em. Dạ. Yeah. Yeah. Lần đầu tiên mới gặp em, anh tặng em bó hoa xinh tươi. Dạ. Yeah. Em cũng có quà. Có quà không anh? Gì Khoan, Khoan dạ, có tặng quà tặng luôn nè. Em cũng có trợ lý cho. Rồi, anh từ từ, ăn từ từ. Với anh thì cũng không có gì ngoài cái tấm lòng chân thành. Dạ. Yeah. Anh mong muốn em đón nhận. Dạ. Yeah. Cái gì á? Khoan tặng cái gì nói đi Khoan. Dạ. Đó đây là cái gì trong cái hộp đó? Cái hộp là một cái đồng hồ ạ. Bỏ mở ra đeo. Đây cái này rồi. Đi. Anh cầm cho rồi chút xíu từ từ. Khoan nói lớn lên cho chị nghe. Khoan nói nhỏ quá chị không nghe được. Cái đồng hồ. Anh tặng em một cái. Khoan lấy ra đeo đi. Còn này bạn đang gái giữ đi. Chúc tờ tặng sau. Em thấy không? Rồi mở ra đeo nè, đây đeo, đeo cho. Hồ đẹp quá. Đeo cho Hà. Đồng hồ cặp nè, chỉ có cái là ổng màu trắng thôi, cổ màu màu vàng thôi. Đây tôi cầm luôn cho. Đeo đồng hồ vô cho có Hà đi. Đó. Em đeo tay trái hay tay phải? Một cặp đó. Luôn. Bóp cho nó chặt cuộc đời vô. Rồi, nó hơi lỏng em về em cắt nó lại ha. Để hai cái tay ra coi. Để hai tay sát bên coi. Hai cái đồng hồ hai bên. Quá đẹp, đẹp rồi. Hợp không? Quá đẹp luôn rồi. Còn kia là gì vậy Hà Khoan? Dạ, đó là cái cuốn tập vở và em cũng muốn ghi kỷ niệm của ngày hôm nay ạ. À, dạ. Chút xíu. Hà nhớ ghi kỷ niệm ngày hôm nay nha. Dạ. Xong chụp hình dán vô hai đứa cái bên. Dạ. Quay đối diện ảnh là nhìn ảnh đẹp trai không? Rồi đó nhìn đẹp gái không hai người đó? Em cảm nhận anh như thế nào? Em thấy anh cũng đẹp trai, hiền, thật thà. Anh thì cũng mới gặp em lần đầu. Dạ. Tuy nhiên là anh thấy em cũng rất là đẹp gái, xinh gái, dễ thương. Dạ. Thì đây là một cái tình cảm mà anh muốn đến với chương trình này. Thì cũng mong rằng em cho anh một cơ hội. Nói mà to như là hát thì có phải là nãy giờ chúng tôi nghe được bạn nói gì không? Dạ. Không nghe cái gì cả. Bây giờ Hà nói gì với đúng rồi. Fan đi. Hà nói đi Hà, nói một câu chị nghe anh, cho nó. Anh cảm nhận của em sao? Thì em dễ thương. Yeah. Theo anh thì không chỉ thương với dễ thương với anh mà cái niềm tin thì anh nghĩ là em cũng rất dễ thương với nhiều người. Anh có ngại quen người lớn tuổi không? Tại vì em đối với anh thì cái việc anh không có quan trọng về cái thể chất mình nhìn hình dung bên ngoài, nói chung là sao cũng được, nhưng miễn là có tấm lòng hiền lành, chịu khó, biết yêu thương. Thì anh cũng nói có một cái chủ ý, anh chỉ ước mơ có người vợ thủy chung, đầu óc nhanh nhẹn và tâm hồn trong sáng, và đại lượng vị tha và giàu lòng tình cảm, trung hậu thật thà và dám yêu anh. Đấy, và dám yêu anh, cái câu đó hay nhất đấy. Thế có Hà có dám không? Hà, khẳng định một câu coi Hà có dám không? Có dám yêu anh. Dám, nhưng mà em ngại quen người nhỏ tuổi. Người ta, tại vì không, người ta sẽ anh bỏ thì, mình đó, phụ nữ em thì cũng nó không ngại già. Anh cũng không ngại, thì anh cũng giới thiệu với em. Thì bà xã anh là giáo viên, nhưng bà xã anh cũng lớn hơn anh thuộc 2 tuổi. Dạ. Dạ. Đó là cái chuyện mà Hà ngại đây không phải là ngại gì, mà ngại là nhỏ hơn sau này bỏ cổ nữa, rồi cái là say nắng cảm nắng cô nào nữa rồi bỏ. Nhưng mà em yên tâm, đây là một chú bộ đội. Em hiểu chưa? Không bao giờ có cái chuyện nó xảy hứa ra. Đi, hứa đi, nha. Hứa gì với Hà? Hứa nói lớn lên cho mọi anh người. Không bao giờ bỏ em vậy đó. Hứa đi cho Hà tin. Anh đi. Sẽ hứa với em trước những người lính và tất cả các bạn cùng đến đi khán phòng. Đối với bản thân anh thì đó là một cái niềm tin mà anh sẽ hứa là anh sẽ yêu thương em và chăm lo và cho các con cũng như là em. Là một, có mang lại một cuộc sống hạnh phúc nhất, đầm ấm nhất, đặt với niềm tin với cha mẹ hai gia đình hai bên cũng như là đồng đội của anh có mặt hôm nay ạ. Thôi bây giờ vấn đề ở đây á, là Hà nói với anh đi là khi nếu mà tụi mình có kết hôn á, thì chúng mình sẽ có con chung hay không? Cái nguyện vọng của em á, em nói cho anh nghe. Nói lớn lên coi Hà. Nếu mà có kết hôn á, thì em không biết là mình còn khả năng sinh sản hay không, mình cũng không biết. Nhưng mà em mong muốn không? Em mong muốn không? Dạ em cũng mong muốn lắm chứ. Còn đó, làm nhanh nhanh còn đó. Ừ, làm liền. Nếu vậy là làm liền là còn á, đảm bảo luôn. Khả năng còn thì nếu không là mình cũng có vốn rồi, có hai đứa rồi. Dạ. Giờ anh hỏi thật Hà nè. Dạ.
Hà cảm nhận gì về chàng trai này? Trái tim mình có một chút nào đó rung động, có một cảm tình gì với chú bộ đội này không? Dạ có. Có không? Dạ có. Có là ngon rồi. Hai người nắm tay cho thử coi. Chỉ cần có không là được tay. Rồi. Không có bắt tay. Hai cái tay nắm như thế này, nắm tay bên kia nữa. Đây. Không phải. Hai người nắm xen tay vô vậy nè. Trời, nắm tay tôi cũng chỉ nó chết rồi. Không phải, chơi này chơi con bắt. Trời ơi, nắm tay mà chưa biết nó chết rồi. Đó, đó vậy đó. Thấy không? Phải ngược lại chứ Linh, sao Linh để gì kèo trên kèo tôi dưới làm kèo rối hết trơn rồi. Tại người ngược trên lại người dưới cũng được. Đấy, chú phải ở dưới, cô ở trên chứ. Không, thường là nam, thường nam ở trên. Đúng rồi, vậy đi. Không phải ai ở trên cũng được. Cảm giác sao hả? Cảm giác hả? Vậy cảm giác nó tay anh thì nó lạnh mà tay em thì nóng. À, nhưng mà Hà có tin tưởng chú bộ đội này sẽ làm bờ vai vững chãi đi đỡ đần cho Hà không? À, em tin. Em tin vậy là được. Dạ. Rồi quá được rồi. Hà làm công việc gì nhờ? Em làm kế toán anh. Kế toán ở công ty chỗ nào? À, công ty ở Tây Ninh luôn. Nhưng mà đường nào? À, đường Xuyên Á. Đường Xuyên Á. Dạ. Có gần doanh trại mình không? À, cách doanh trại mình mấy chục cây. À, không sao cả. Dạ. Khoan có thể lái xe chạy xe xuống đón Hà vào mỗi buổi chiều thứ bảy chủ nhật được không? Dạ được ạ. Được không? Dạ được. Được. Dạ. Ngày đó nghỉ không? Dạ không, những cái ngày đó thì không nghỉ, nhưng mà tôi nghĩ là trong cái điều kiện như thế này thì khả năng thì khả năng thủ trưởng sẽ cho phép. Thủ trưởng sẽ tạo điều kiện. Tạo điều kiện đó nha. Chỉ có Khoan mới chờ Hà từng giây từng phút thôi. Khoan sẽ chờ Hà từng con đường, từng góc phố. Được không Hà? Dạ được. Bấm nút đi. Hả? Dạ. Không mà để từ từ, để tim Hà rung động mạnh mạnh. Rung lắm rồi. Bây giờ nè, đầu hai người ôm nhau thử cái coi cho nó ấm áp coi. Ông chặt vô. Ông chặt vô Hà. Đứng yên nguyên, đứng yên nguyên. Đứng yên, ôm cao. Trời, ôm sao đâu dưới mông vậy? Đó. Ôm chặt vô coi Hà. Em cảm thấy Hà cảm nhận thế nào? Dạ thấy ấm. Hả? Dạ thấy ấm. Ấm hả? Dạ. Thấy thích không Hà? Thích không? Thích. Thích. Rồi, vậy là ok rồi. Được rồi. Ngồi đây Hà, Hà. Ngồi đây chuẩn bị bấm nút. Đức về chỗ bấm nút. Hai người này nói nhỏ quá, phải cho đứng gần nói mới được. Đúng rồi. Bấm luôn đi khỏi đếm. Bấm luôn đi, ngồi xích vô. Bây giờ Khoan cái nút đây. Thấy trong lòng thế nào? Dạ thì lúc này thì cảm thấy tự tin lắm. À, tự tin rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà có thích người đối diện không? Dạ có. Có mong muốn người đối diện về ở chung nhà mình không? Dạ có. Có đúng không? Dạ. Tim nó đập mạnh chưa? Dạ. Được rồi ha. Dạ. Cô gái bên kia cũng dễ thương đó. Nãy những gì Linh hỏi Hà thì Hà cũng đã nói rồi. Dạ. Hỏi Khoan qua nói rồi. Hai con người này có thể chung một nhà được rồi đó. Bây giờ để tay nút bấm đi. Nút bấm kìa, cứ bên này trái hả? Khoan, đó. Chuẩn đó, bị đó. Một. Về một nhà. Hai. Về một nhà. Ba. Ba. Yeah. Hai cái cạch rồi. Đứng lên. Đó chỉ là thủ tục thôi. Dạ. Yeah. Đó là thủ tục để bấm nút thôi. Nhưng thật sự là chúng tôi muốn nắm đi nắm giờ nắm thiệt rồi đó. Yeah. Đó. Trời ơi, cái đồng hồ cặp cưng quá. Đẹp quá à, cưng á. Bây giờ quan trọng là thủ trưởng cố gắng. Cặp này khó nha thủ trưởng. Tạo điều khó kiện. Cặp nãy nha. Cặp này thủ trưởng phải tạo điều kiện gấp đôi nha. Để họ có thể về chung một nhà. Kệ đó. Làm sao miễn sao mà họ hạnh phúc là mình hạnh phúc rồi. Thấy trong lòng sao nè. Nó hồi hộp. Hồi hộp. Dạ. Hà thấy sao Hà? Em cũng thấy hồi hộp. Hồi hộp đúng không? Dạ. Mà phải lẹ nha. Lẹ nha Hà. Để kịp có con nha. Dạ. Làm liền nha Hà. Làm liền nha. Dạ. Không có chờ đợi gì nữa hết. Dạ. Mà mai kịp không? Hôm nay người ta về Tây Ninh một chuyến mà. Về Tây Ninh một chuyến, hai người về chung mà. Thủ trưởng tạo điều kiện cho hai người chung một chuyến, một chuyến xe Tây Ninh luôn ha. Chuyển bánh liền luôn. Rồi bây giờ mình hứa gì với gia đình đi, có gì ở đây nè. Đó. Gì với mấy cô này, có cả nhà luôn. Dạ. Hứa phải lo cho cháu người ta như thế nào đó. Đây là những người gì quá tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn, nãy gì nói rất là hay luôn á. À, xin lời đầu tiên thì xin cảm ơn dì. Thì với cái lời của dì đã gửi gắm, thì với cái vai trò thì chiến sĩ quân đội thì cũng luôn tạo cái tình yêu thương, chăm lo và quan tâm cho gia đình. Dì cũng yên tâm. Đối với bản thân con thì cũng đã có kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân, thì chắc chắn những cái điều những cái gì
mà em không hiểu hoặc là chưa nắm được thì con sẽ động viên và con sẽ che chở cho em một cách tốt đẹp nhất để giữ gìn được cái cho cái, cũng như con các con là luôn luôn được có cái sự tiến bộ và phấn đấu vượt bậc cho tương lai hạnh phúc là luôn bền lâu. À, xin phép gì cho hôn má em luôn. Nãy ôm rồi giờ xin phép gì cho hôn luôn. Trước mắt thì đây lần đầu tiên thì cũng như là được gặp em thì xin phép gì cho con xin được ôm hôn em mà em có đồng ý không? Đồng ý. Đây, chặt đó. Vô hôn nhờ, ôm chặt ôm vô. Hôn nè, hôn má nè. Chặt vô. Quyết liệt, mạnh lên để nguyên. Lại lại là lại chưa? Bên kia nữa. Hai bên luôn. Hà, thơm. Hà hôn lại. Thầy ngại không? Không có. Chúng ta rất là văn minh, thấy không? Ở đây không có gì là phải ngại cả nào. Xin mời Hà. Nếu chúng ta thật sự là đến với nhau nào, Hà. Làm lại đi. Em không. Đợi nó nào hai ba. Không đã đi. Trời ơi. Đè ông gái mũi. Đã lắm á. Thấy thích gặp này á nha. À, đây của cưng. Nói chứ chú bộ đội này cũng rất là hiền nha Hà nha. Chú bộ đội này đúng là một nơi có thể để nương tựa, có sự hỗ trợ của cơ quan, của các gì ở đây á. Làm sao để chăm sóc mối tình này cho tốt, để cùng nhau đi suốt cái cuộc đời còn lại, chăm sóc lẫn nhau. À, chú bộ đội thì bản lĩnh là số 1 rồi, đừng có lo. Yeah. À, có cần gì thì chú bộ đội sẽ có thể giảng dạy cho ha. Yeah. Còn cuộc sống thì mỗi người góp một chút để chúng ta cùng thổi cơm chung nha. Yeah. Chúc hai bạn hạnh phúc. Yeah. Chú bộ đội và cô kế toán. Rồi, đừng buông tay ra, buông tay nhau. Hà tự tin nha, Hà sẽ làm mẹ nhá. Của hai đứa con của cô Khoan nha. Nắm tay chặt vô, nắm tay chặt vô, đừng buông ra. Đang tay nhau nào. Nào hát đi. Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàn tìm buồn từ xa. Ta người đồng bằng biên tô non sông. Từ nay ra chi anh hào. Rồi thôi, bây giờ mình vô trong mình hát thuyền và biển. Lên đàn. Nào anh ta cùng nhau nắm tay được có buông ta ra. Kìa lấy quà về cưng. Dạ, đây. Đừng có buông tay Hà ra nha Khoan. Dạ. Cinebox nữa kìa, Linh. Đó tặng giấy xem phim đi coi nữa đó. Quên hả? Đây. Ừ, ông mối này thiệt á. Quên cái vụ này, thấy lên đàn mừng quá. Tôi chưa thấy cặp đôi nào mới nắm tay yêu thương nhau cùng nhau lên đàn.